Chị xin giới thiệu, đây là Cám, đứa em của chị ở dưới quê mới lên. Chị thấy công ty mình đang cần shipper với những đơn khẩn cấp trong thành phố nên giới thiệu nó lên đây. Hả? Em đến phỏng vấn hả? Em có đem theo CV hay là có gửi CV cho chị trước chưa? Shipper tìm ra cả nơi tội phạm bị truy nã đang nấp để ship đồ. Em của chị lợi hại ghê. Tuy nó hơi láo nhưng rất giỏi nhớ tên đường xá, tìm phương hướng và yêu nghề. Ủa, vậy sao bạn lại qua đây làm? Các công ty chuyển phát nhanh khác chắc phải giữ bạn ấy lắm chứ. Tại nó hối khách ký xác nhận giao hàng nên bị người ta đuổi. Hả? Chỉ có vậy thôi hả? Vô lý vậy. Chị Huỳnh Minh Nhữ, đơn hàng của chị hai cái váy đây nè. Chị ký giùm tôi lẹ lẹ coi. Năm năm trước. Alo, chị ơi, ra nhận hàng nè. Chị buồn nha em. Ủa, alo, chị ơi. Giảm bụng mình hả? Giảm bụng tao. Lễ trao bằng Học viện Tình báo Quân sự. Bằng tốt nghiệp tối mật hệ thống định vị toàn cầu. Tìm đã mày rồi con quỷ bùng hàng. Nhận hàng của mày đi nè con hà ba. Và đó là lý do chưa ai bùng được nó. Alo anh ơi, đơn hàng của anh ba cây son, ngày mai em giao á nha. Son đó mình mua tặng bạn gái nhưng tụi mình chia tay rồi, thôi bạn cứ giao đi mình lấy. 98% match. Tôi đã scan hàng loạt info và kiếm được cho anh. Cái chị này hợp với anh lắm nè. Lấy son này mà tặng bả. Và đó là cách nó được rate 5 sao cực kỳ nhiều. Tụi chị rất muốn em nhận job liền, nhưng mà cần có CV. Chị top, tôi có chuyện gấp phải đi rồi. Cho chị xin mấy phút nữa thôi. Không, phải đi liền không kịp. Chuyện gì mà gấp dữ vậy? Giờ này 2 năm trước khách tôi vô tù nên xin về ngày ship. Này nó mãn hạn, tôi phải đi giao. Không ổn. Nếu công ty này có thêm siêu shipper thì bao giờ mới sập? Phải bảo cô ta về đội của mình mới được. Cũng may là hồi nãy chị Cindy có xin số của cô ta. Alo, cô Cám phải không? Được biết cô là một siêu shipper, cô có muốn về công ty chúng tôi làm việc không ạ? Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho cô một chiếc mô tô Ducati để cô đi giao hàng. À, vậy hả? Chị tìm được em rồi. Chị làm CV cho em luôn rồi nè. Chừng nào đi làm được hả? Gì bà lẻ dữ vậy bà. Vậy hỏi cái nè, công ty mấy chị đã có ai từng bùng hàng chưa? Chưa. Học lực mấy người thế nào? Không có ai hay đi tù chứ? Không có. Học lực 12/12 hoặc đại học không hả? Vậy kỹ năng giao tiếp, bắt điện thoại đúng giờ, chỉ đường cho shipper thì sao? Mấy cái đó cơ bản ai cũng làm được hết. Ok, vậy về nhà chờ đi, tôi sẽ gọi lại sau. Cảm ơn em đã phỏng vấn nha. Thôi được rồi, không tuyển được người như cô ta nhưng na ná cô ta cũng được. Alo. Chào cô Cám. Nếu cô không đến làm việc chỗ chúng tôi được thì cô có thể giới thiệu cho chúng tôi người nào có kỹ năng giống cô được không? Cũng được. Có một ông được 2 sao đó. Được rết mỗi 2 sao thôi á? Nhưng cô được 5 sao lận mà. Ông được 2 sao với một gạch lận.
Hôm nay công ty mình sẽ có một shipper mới tên là Cám, em của chị. Em chị chắc có tên độc lắm đúng không? Đoán đi, ai đoán sai tên nó thì đưa chị 10.000. Chào mọi người, đây là Cám shipper, tên đầy đủ là Cám quan viên hai họ. Kiếm tiền dễ và lỡ. Cô giỏi thì không đó, giỏi thì đi ship giùm tôi hộp cơm chiên ở cửa hiệu này đi. Không ship được đầm chó. À, con này ngon, lại dám thách chị hả? Cho hộp cơm chiên. Hết cơm rồi chị ơi. Cái gì cũng đến tại tao. Tạm biệt quý khách. Vô dụng. Cơm nè. Thấy chưa, chị đã nói nếu khích nó thì nó sẽ làm đó. Chị lợi hại thiệt đó. Quốc Khánh nghỉ vui vẻ. Quốc Khánh là ai? Bộ nó có đi làm sao mà nghỉ? Mà sao hôm nay công ty vắng vẻ dữ trời? Cảm ơn Châu nha. Em nghe anh nói là anh đang thích tô màu chì mà còn thiếu cây chì màu trắng, cho nên em mua tặng anh đó. Ủa, nhưng mà cây này không tô màu trắng được đâu Châu. Hả? Sao vậy? Em mua cây đắt nhất luôn rồi đó. Apple Pencil thì trả đắt. Nhưng dịp công ty có nhiều nhân viên mới, tôi sẽ bao cả công ty đi ăn buffet. Xin đi, chọn nhà hàng đi. Chị xin đi, chọn nhà hàng này đi, nghe nói ở đó ngon lắm đó. Ồ, nhà hàng của ông Triệu đi ạ à, hả? Cũng được ha. Nhà hàng. Con Cám nó ăn khỏe lắm. Nó từng ăn sập một nhà hàng buffet rồi. Dạ. Tẩy chay công ty của Loa đã bán hàng đều, đóng gói lại còn xấu. Giữa những hỗn loạn của cuộc đời, chúng ta phải đo được chiều dài triết học của tâm can để bỏ qua sân si. Ai lấy mấy comment kỳ cục vậy nè? Ai vậy? Tìm ra người đó thì đuổi liền đi. Viết gì khó hiểu quá mà bị ma nhập hả? Phốt, đuổi. Tôi viết đó. Chết rồi Châu ơi. Nãy anh mượn máy em thiết kế cái file gốc mà quên chép qua máy anh. Em không delete đấy chứ? Anh này, em được anh Thúy dạy mấy cái thao tác IT cơ bản rồi chứ bộ. Em ship delete rồi. Group công ty của Loa. Chết rồi, có con khách hàng Hà Bá kia nó đặt giao trong 2 tiếng mà giờ nó chuẩn bị lên máy bay rồi. Tới nhà nó mà nhà nó đóng cửa, hàng xóm nói mới biết nó sắp bay rồi. Gọi điện thoại thì không nghe máy. Cho xin tên họ số điện thoại nó đi. Chuyến bay của nó bị delay rồi. Đã giao được, không bị trễ đơn nào hết. Dĩ nhiên, em gọi báo lên sân bay là nó có mang bom. Trời ơi, nằm hoài mà không ngủ được. Để mở riếp của Sơn Tinh lên. Một loại chính tả, hai loại chính tả, ba loại chính tả. Ê, bà là em chị Tấm. Ngày xưa có chuyện gì của chị Tấm vui vui không? Kể nghe chơi. Có chứ. Nhớ ngày xưa bà bị bọn côn đồ bắt nạt. Bọn nó dám kiếm chuyện với tao. Ngày mai tao sẽ đi kiếm ba mẹ bọn nó tính sổ.
đây, sổ sách những tháng này bị lủng, công ty của bác bị biển thủ rồi. Ôi trời đất ơi. Cái thằng bị bà bóp phốt biển thủ đã lấy của công ty 2 tỷ và bị phán chung thân. Chung thân à? Thật đáng tiếc. Lại người đó mà đáng tiếc gì? Chung thân là đúng rồi. Bà bị điên hả? Tiếc chứ. Nếu là tao thì tao lấy hẳn 10 mấy tỷ cho rồi. Đang bàn về hồi đi học hả? Dạ. À, hồi đó anh biết mình thích thiết kế từ khi nào vậy? Ờ, thì... Thùy Linh Tinh, học sinh cấp 2. Còn ai phá đồ nữa giơ tay lên. Dạ em. Ủa, mày đâu có làm đâu Thùy Linh Tinh. Ừ, nhưng bố cục tụi mày đứng không cân đối, tao ngứa mắt. Hey, hồi cấp 3 thằng Thủy tương tư chị nào học lớp trên nè. Nhìn người ta mà cứ thở dài hoài. Làm gì có ba. Vậy mày cứ nhìn lên chỗ chị đó hoài để làm gì? Thì... Chào mừng năm học. Nói về nghề chọn người thì phải là Sơn Tinh nè. Có tố chất account từ hồi cấp 3 luôn. Hả? Cấp 3 tao làm sao? Thì hồi đó có đợt. Ok, mình đã thông qua tất cả các việc cần làm. Nếu có gì không hiểu thì có email và số điện thoại của mình ghi trên bảng. Mọi người nhớ deadline để còn nộp tiền nha. Hôm nay mình xong sớm 30 phút. Còn ai có câu hỏi nào không? Nếu không thì mình giải tán. Ok, good job nha mọi người ơi. Học phụ huynh học kỳ 1. Đẹp quá à. Của ai vậy chị? À, của công ty mình tặng cho khách hàng đó. Em có thể ăn thử một cái. Nhưng bánh là công ty mình đặc biệt làm đó. Cảm ơn chị. Trả tiền trước. Chơi Among Us không mọi người? Chơi. Trời ơi, anh Sơn Tinh bị giết rồi. Cảm. Con Châu phải không? Nãy giờ không thấy nó đâu. Châu, đừng có vu oan cho tôi nha. Tôi đang chui ven á. Ngày đầu tiên hai người làm chung. Ủa Sơn Tinh Tinh, mày cũng làm ở đây hả? Ủa trời đất, Thủy Linh Tinh nè, lâu quá mới gặp ha. Còn bị sai chính tả không đó ba? Làm mặt cao vậy khách không ưa đâu nha. Thôi đừng có lo ba, thời gian trôi qua cái gì cũng phải khác. Ờ, hết sai rồi thì... Trời, khách bên công ty này quen với việc tao sai chính tả rồi. Chủ nhật. Mẹ của công ty có phim xuống thiệt không? Trú mưa như vậy đã ghê. Dạ, alo. Mấy em ơi, brief chị giao hồi tối thứ sáu sao giờ chưa có hàng nữa? Làm ăn gì mà chậm chạp quá vậy? Ủa chị ơi, nay chủ nhật đâu có ai làm việc. Ủa em ơi, thứ bảy chủ nhật mới phải tranh thủ mà làm chứ. Thứ bảy chủ nhật tụi em có thể làm, nhưng thứ hà tết điệu như chị thì không. Phim này hay ghê. Còn cô Mỹ Châu à, sao trong giờ làm việc mà không làm việc? À, tại em không thấy sếp đi tới á. Tháng này nhờ có thiết kế của Thủy Linh Tinh mà số lượng người đặt mua trên web tăng lên 50%. Wow, anh Thủy thiết kế gì vậy cho em xem với. À, anh thiết kế nút xác nhận mua hàng đó mà. Bạn có muốn mua nhanh sản phẩm này? Có. Có. Với lại tôi đã thanh lý được một mớ gậy trúc trang trí còn dư. Ông bán được luôn hả? Mà ai mua?
Đó là do mấy ông không biết đó thôi. Một sản phẩm bình thường nhưng chỉ cần thay tên sản phẩm cho cao cấp hơn và bán ở đúng địa điểm là khác liền. Gầy đánh quy nương 15k cây. Gầy đánh quy nương 15k một cây. Quẹo lâu quẹo lơ. Cho tôi 8 cây. Cũng trong tuần vừa qua, anh Sơn Tinh Tinh dù có trọng thúy sửa vẫn tiếp tục sai hơn 15 lỗi chính tả trong một boss. Ừ? Anh cố tình sửa lại cho sai đó. Tại sao? Boss đó hơn 30k tương tác đó. Không bỏ tiền chạy ads mà vẫn đạt KPI. Vẫn trong tuần qua, Mỹ Châu dù chọc khách chửi nhưng vẫn bán được đồ. Cho mình hỏi giá. Giá 4.42 lạng bạn ơi. Không, mình hỏi giá cho áo cơ. Dạ, đây giá áo đây bạn ơi. 150k cái. Bị ngu hả? Hỏi giá cái áo chứ ai cần giá treo quần áo. Dạ, bạn mua cái giá treo quần áo, bên mình sẽ tặng kèm cái áo đó ạ. Và em đã nhanh trí cộng luôn cả tiền áo vào tiền giá trước khi đưa link. Ủa, có celeb này 3 tháng trước chê hàng bên mình mặt chật dáng xấu mà sao giờ lên bài khen quá trời quá đất vậy nè. À, nó chê đúng bộ anh đang làm mẫu nên anh đã làm đó phải không? Mạnh lên nữa. Nữa. Nhanh lên. Mới thế đã đổ mồ hôi rồi à. Đó là nước mát. Bây giờ nó bận vừa đồ anh làm mẫu rồi nên dĩ nhiên phải review tốt thôi. Nhờ có Cám, chúng ta đã trở thành công ty giao hàng nhanh nhất thành phố trong tháng qua. Chỉ có điều giao hàng khách nào cũng nhận mà chưa thấy tiền hàng. Giao nhanh sao kịp lấy tiền. Sơn Tinh Tinh nè. Dạ. Lần sau đừng dí deadline trọng thủy vào tối thứ bảy nữa nha. Ủa sao sếp biết? Sếp giỏi quá vậy. Máy giặt XXX. Sao ải vậy? Khách kiệt mấy lần rồi? 7 lần. Tao sắp chết rồi nè. Bình tĩnh đi. Đã đến lúc dùng vũ khí toàn thắng của chúng ta. Thiết kế đầu .pst. Duyệt em ơi, đẹp quá đẹp. Trời, sao chưa ngủ nữa ba? Khó ngủ quá ba. Trời, cho ba coi cái clip mới nè, đảm bảo ngủ luôn ba. Sao vậy, bộ dễ lắm hả? Quá, wow, kỳ này KPI có 5 số ạ, à. Đỡ ghê. Đó là bức thiệt. Cô Tấm nè, làm nhanh cho tôi cái hợp đồng này trước khi về nha. 6 giờ chiều. Có con ong nó đậu vào gáy của sếp đó ạ. À. Nhân dịp vừa lấy được cái chóp ngon thì mình sẽ đi ăn nha. Đến cái nhà hàng XYZ này nha, đồ ăn ở đó ngon lắm. Thôi, dù không còn lựa chọn nào anh cũng sẽ không ăn ở đó đâu. Sao vậy? Không hợp khẩu vị anh hả? Không, menu của nó viết bằng phong Comic Sans và có 15 lỗi chính tả. Đi làm mà suốt ngày chơi game. Sếp để em ra nhắc họ. Không cần nói thẳng, để tôi.
Thủy Tinh bị hạ huyết áp rồi. Để em. Anh Thủy, hãy mở mắt ra nhìn bản Excel bị căng lề lung tung này cho em. Cột A căng lề sai, cột B sai công thức, cột H có 3 phép tính bị nhầm. Oh wow, huyết áp tăng lên bình thường lại rồi. Anh Chữ, ra nhận hàng nè. Anh Chữ. Vướng. Đứng yên, đứng yên. Xong rồi á, anh đi đi, không bị vướng nữa đâu. Kính dâm cùng không che nổi cú sốc này.